lại con này nhá. Những cây này đó là nó bị từ giống rồi, nên toàn bộ á nó bị plasma hết. À, plasma tức là anh dùng từ plasma đó là nó cũng chưa phải là chính xác lắm đâu, nhưng chúng ta dùng từ phấn trắng thì hoàn toàn sai. Thì plasma là nó giao giữa hai cái thể, nên là toàn bộ cái trái đây này nó bị nè, là thua. Còn nếu như mà em thấy là trên một cây mà có nhánh bị, nhánh không, thì do là nó tắc mạch cục bộ, tức là do những con nhện, con vật điện nó chích, thì cái đoạn nó sẽ bị tắc mạch, thì cái khúc tiếp theo thì nó hay bị. Nhưng cái nhánh khác nó không bị thì không phải là từ giống. Còn cây này là nhánh nào cũng bị hết, thì xác định từ giống thì nhổ đi. Tại vì từ plasma thì chúng ta thấy nè, nó không lây, nhưng để nó chuyển thành virus, sắp tới nó chuyển thành virus, xong nó tắc mạch luôn thì nó chuyển thành virus. Đây là mới là nghẽn mạch thôi, còn nó tắc mạch luôn thì nó chuyển thành virus. Này mình coi nè, cái dây này nha, là từ cái cây bên đây. Em coi nè, nó đi qua đây, thấy không? Xuyên qua mà không hề lây nè, nó xuyên qua đây luôn nè. Nó xuyên qua đây luôn nè, đây hai trái này của nó nè, cái dây của nó nè. Nè, nó nằm chung với nhau nè, không lây nè. Thấy không? Nên nông dân cứ nói là lây là không đúng. Nhưng đến khi mà nó chuyển thành virus, tức là trái nó biến dạng nó sang xì, thì lúc đó mình dùng cái kéo ra mình cắt đây nè. Cắt đây, rồi cắt qua bên kia thì nó sẽ lây. Nên từ plasma mà từ giống này đó là nhổ đi. Đó, không lây, dứt khoát không lây đó nè. Nằm chung với nhau nè, đi từ bên kia đi qua bên đây nè, không lây nè, sống chung với nhau không lây, không có lây đâu. À, nhưng mà dây này thì bị hết rồi, à, dây này là bị hết rồi, nè, sống chung nhau đâu có lây, nha, nó không có lây, hoàn toàn là không lây, nè, đó. Nhưng mà dây bên đây nè là bị nè, plasma nè, đó, nhưng mà cái đây là không bị nè, hai cái dây khác nhau, nè, dây này là của cái dây bên này bò qua, dây này là của cái dây bên này bò qua, thấy không, nè nó không bị, ha. Đó, để quay cho nông dân chứ người ta cứ nghĩ nó lây xong nhổ hết, nhiều lắm, nhiều doanh nghiệp anh thấy có cả tiến sĩ, giáo sư cũng nói là lây đi, cứ cùng đi nhổ hết, à, đi gọi là sao ta, tiêu hủy rồi làm tùm lum trò hết trơn.